Hiểu. Anh là thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trai ha, giảng viên của bộ môn da liễu. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các em bài hai bài là bài sùi màu gà và bài ghẻ ha. Thì chắc chúng ta sẽ học trước bài ghẻ rồi chúng ta nghỉ giải lao chút rồi chúng ta học tiếp bài sùi màu gà nhé. Các bạn trong quá trình học mà nghe cái tiếng không rõ hay là có vấn đề gì đó thì nhớ nói lên để anh biết nha. Rồi, coi như mọi người nghe rõ ha. Rồi, mình bắt đầu bài học nha. Các em đã nhìn thấy cái slide bài bệnh ghẻ trên 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 màn hình chưa? Dạ rồi ạ. Rồi. Dạ rồi anh. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các em bài bệnh ghẻ trước ha. Đây là một cái bệnh rất là thường gặp cũng trong da liễu ha. Mà nhiều khi những cái người mà ở dưới quê đồn kia đó là người ta hay nói bị ngứa đồn kia là người ta hay nói là mấy hôm nay sao tôi bị ghẻ ngứa đồn kia quá ha. Đó, thì tụi em cũng biết rồi cái bệnh ghẻ này nó gây ngứa khó chịu rất là nhiều và nếu mà mình không biết á thì nó là một cái bệnh rất là dễ lây ha. Nếu mà mình không biết rồi mình rờ vô những cái da của những cái người mà bị bệnh ghẻ này thì nó lây rất là dữ dội ha. Nên nay chúng ta phải học để chúng ta biết, chúng ta phòng tránh cũng như là chúng ta điều trị cho cái người nhà của mình ha. Rồi, mục tiêu bài học hôm nay là thứ nhất là em phải trình bày được cái khái niệm về bệnh ghẻ ha. Giữa em biết được cái cách lây truyền của bệnh này như thế nào để mà chúng ta phòng tránh ha. Rồi chúng ta trình bày được những cái cách điều trị bệnh ghẻ ha, và cuối cùng là chúng ta phải trình bày được cách phòng ngừa những cái bệnh ghẻ này. Thì về dịch tễ thì ghẻ là một cái bệnh truyền nhiễm ha, tương đối phổ biến và có thể ảnh hưởng đến những cái cá nhân ở mọi lứa tuổi ha, và tình trạng kinh tế xã hội đó, tức là người nào ở tuổi nào cũng có thể bị ha, tuổi nhỏ cũng vẫn bị ghẻ như thường, người lớn tuổi cũng vẫn có thể bị ghẻ như thường đó, chỉ cần mà tiếp xúc với cái ghẻ đó là chúng ta sẽ mắc bệnh thôi nha, chứ không phải là nhỏ mới bị hay là lớn là không bị. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng kinh tế xã hội, tức là người giàu cũng bị mà người người nghèo cũng bị ha. Nhưng mà những cái người mà ở những cái khu mà chật hẹp đông đúc á, thì người ta nguy cơ người ta bị nó cao hơn ha. Đó, nhưng mà thí dụ như những cái người ở thành phố nhưng mà có những cái về thăm gia đình ở quê đồn kia ha, lâu lâu về quê thì nhiều khi vẫn có thể bị như thường nha, nên chúng ta không có được bỏ qua. Rồi, tỷ lệ hiện mắc trên toàn thế giới được ước tính là khoảng 100 triệu người ha, cũng là khá là cao, khá là nhiều. Đó. Đó, thì cái những cái nơi đông đúc á, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm cái con cá ghẻ này nhiều hơn ha. Đó, và những cái chỗ mà nó tù túng như là những cái nhà giam, nhà tù đó ha, hoặc là những cái ví dụ như là tụi em biết á, là vừa rồi dịch Covid-19 á, thì sẽ có những cái khu mà cách ly tập trung ha. Đó, tập trung rất là đông người trong đó mà điều kiện vệ sinh kém á, thì cái nguy cơ mà lây nhiễm ghẻ cũng rất là cao ha. Và rất là nhiều những cái bệnh nhân của anh á, là đi cách ly tập trung về á, là người ta bị nhiễm ghẻ rất là nhiều và đến điều trị rất là ngứa luôn ha. Thì tác nhân gây bệnh này là gì? Nó là con ký sinh trùng, tên của nó là Sarcoptes scabiei ha. Cái tên này phải nhớ nha, không có quên ha. Đặc điểm sinh học của nó là nó có 8 chân ha, màu nâu trắng. Đó, con cái thì lớn hơn con đực. Đó, khi trưởng thành thì dài khoảng 400 micromet ha. Đó, đặc biệt là sau khi giao phối thì con đực nó sẽ chết. Đó, còn con cái thì nó đào hầm dưới da ở trong lớp thượng bì ha, gọi là rãnh hay là hang ghẻ, bằng cách là nó tiết ra các cái enzyme làm phân giải các protein ở lớp tế bào sừng. Đó, thì tụi em biết là bình thường cái da của mình á nó sẽ có ba cái lớp chính ha, là lớp hạ bì, trung bì và thượng bì ha. Đó, còn ở thượng bì thì nó sẽ có năm cái lớp tế bào chính là đáy gai hạt bóng sừng, đúng không? Đó, thì cái con cái ghẻ này thường là nó sẽ xâm nhập vào cái lớp da ở nông, tức là lớp da ở trên gọi là thượng bì ha. Đó, và nó sẽ tiết ra các cái enzyme nó làm phân hủy cái lớp tế bào ngoài cùng của da là lớp sừng. Đó,
và bắt đầu cái con này nó sẽ chui vô trong, len lỏi vô trong những cái lớp tế bào sừng này để nó tạo thành những cái hang ha, hay là những cái rãnh ghẻ đó. Nó gọi là nó đào cái đường hầm ở dưới da mình như vậy ha. Rồi cái rãnh này á thì nó sẽ tiếp tục mở rộng và cái con ghẻ này nó sẽ đẻ khoảng 2 đến 3 trứng mỗi ngày trước khi nó chết khoảng 4 đến 6 tuần ha. Đó. Và ấu trùng á, thì nó sẽ nở sau khoảng 3 4 ngày và lột xác khoảng 3 lần trong hang để trở thành ấu trùng trưởng thành. Đó. Thì tụi em thấy ông là nó đẻ rất là nhiều trứng ha, và cái tốc độ lớn trưởng thành của nó cũng rất là nhanh. Rồi những cái con trưởng thành này nó lại tiếp tục nó đào hang, nó đẻ trứng ở trong da của cái vật chủ đó, và nó làm cho cái vật chủ đó là bị lan tỏa cái ghẻ trên toàn bề mặt da rất là nhanh luôn, và rất là ngứa ngáy khó chịu ha. Thì tụi em có biết là tại sao mà chúng ta lại phải biết là cái việc mà nó đào hang đào hầm này không? À, thì tại vì thường á, cái con ghẻ này nó hay đào hang đào hầm vào buổi tối ha, buổi tối. Chứ buổi sáng thì nó lại không đào, buổi sáng hình như là chắc nó ngủ hay sao nó không có đào. À, nó thường hay đào hầm buổi tối lắm, và do đó là cái người mà bị ghẻ đó là người ta rất rất là ngứa vào buổi tối luôn. À, cứ tối đến là ngủ không nổi ha, phải dậy gãi gãi mà gãi chảy máu da luôn vẫn không hết ngứa. À, thì đó là một cái đặc điểm quan trọng của con ghẻ, đó là nó rất ngứa vào buổi tối, là do cái con ghẻ này nó hay đào hang đào hầm vào buổi tối ha. Đó, thì cái số lượng cái ghẻ ở những cái thể cổ điển bình thường á, thì nó ít thôi, khoảng 10 15 con thôi. Nhưng mà cái thể ghẻ vẫy, ghẻ Na Uy á, là một cái những cái thể đặc biệt á ha, thì nó lên rất là số lượng rất là nhiều, có thể lên đến hàng triệu con cái ghẻ luôn ha. À, cái ghẻ thì nó hoạt động nhiều về đêm. Đó, về đêm là nó dậy nó đào hầm đó, ha. Và khi nó chết, khi mà ra khỏi ký chủ trong khoảng 24 đến 36 tiếng đó. Nếu nhiệt độ lạnh và độ ẩm cao thì nó có thể sống lâu hơn ha. Đó, chúng ta nhớ cái thời gian 24 đến 36 tiếng này nha. Tại vì khi mà qua cái phần mà điều trị và phòng ngừa đó, thì chúng ta nó liên quan đến cái vấn đề điều trị phòng ngừa của chúng ta ha. Đây cái hình ảnh, đây là cái hình ảnh con cái ghẻ ha, và đây là cái trứng cái ghẻ nó đẻ ra đây ha. Đó. Đó, để tụi em thấy là con cái ghẻ là nó sẽ có 8 cái chân ha, 8 cái chân đó, để nó bò và nó đào hầm trong da ha. Rồi về quá trình lây truyền đó, thì cái bệnh ghẻ này nó lây từ người này sang người khác ha, hoặc là giữa các thành viên trong gia đình hoặc là bạn tình. Lây qua gì? Lây qua là vật dụng dùng chung nè, như mặc chung quần áo nè ha, đó, mấy bạn việc mấy bạn sinh viên ở ký túc xá nè ha, đó là mấy bạn này khi mấy bạn nam mà ở chung với nhau đó là hay mượn quần mượn áo nhau mặc đỡ ha, đó. Là mà lỡ thằng bạn tốt của mình mà nó đang nhiễm ghẻ là nó sẽ cho mình con ghẻ theo luôn ha, đó, mình nhiễm luôn, đó, rồi nhiều khi giặt chung phơi đồ chung là cũng bị lây rồi ha, đó. Rồi tiếp xúc da ha, bắt tay ôm hôn đó. Đó, ngày xưa là nếu mà chưa có dịch đó thì là hay bắt tay rồi hay ôm hôn đồ kia ha, đó là cũng là một cái nguy cơ lây nhiễm ghẻ rất là nhiều đó. Nhưng mà hiện nay thì dịch Covid nó hoành hành quá cho nên là người ta cũng ít có bắt tay đồ kia hơn ha, chào hỏi nhau chào từ xa đó. Ra dấu không à, chứ không có bắt tay như xưa ha. Đó, một cái đường quan trọng hay quên là đường tiếp xúc tình dục ha. Đó. À, nhiều khi bị ngứa cái vùng sinh dục, à, nổi mấy cái cục cục lên hoặc là mấy cái đường hầm lên đó, tự nhiên ngứa hoài, cứ tưởng đâu bị chàm, bị viêm da, đó, điều trị hoài không hết. Nhưng mà ta phải hỏi lại cái người bạn tình đó là cái yếu tố là có nguy cơ mà gây lây ghẻ hay không ha, hoặc là những cái triệu chứng ghẻ nó có điển hình hay không ha. Rồi về triệu chứng lâm sàng thì ghẻ cổ điển á, nó sẽ rất là ngứa ha, đó. Và ngứa nhiều hơn vào ban đêm đó. À, tại vì ban đêm nó chảy ra đầu hầm đó ha, ngứa thường bắt đầu khoảng từ 3 đến 6 tuần sau khi nhiễm ha. À, còn nếu mà trước đây bệnh nhân đã nhiễm rồi, bây giờ bệnh nhân nhiễm lại đó, thì cái thời gian mà nó xuất hiện ngứa nó sẽ nhanh hơn, nó khoảng 1 đến 3 ngày là bắt đầu ngứa rồi ha.
Thì cái ngứa này á, nó là do cái phản ứng gì? Thứ nhất là do cái ghẻ nó đào hầm. Thứ hai nữa là nó là do một cái phản ứng miễn dịch, phản ứng quá mẫn ở da ha, mà da mình nó phản ứng lại đối với những cái vật lạ bên ngoài mà, thì nó sẽ phản ứng lạ, nó thấy cái vật lạ là con ký sinh trùng cái ghẻ nè, phân của con ghẻ, trứng của con ghẻ này, nó nằm trong da, nên da mình nó phản ứng lại và nó tạo ra một cái phản ứng quá mẫn gây ngứa ha, nó tạo ra những cái mụn nước sẩn đó, rất là ngứa ha. Đó, cho nên là từ đó là chúng ta có sang thương da là gì, là sẩn mụn nước nè, hồng ban nè, đặc biệt là vết cào gãi. Chắc chắn bệnh nhân ghẻ là phải có vết cào gãi, tại vì họ ngứa lắm, họ không gãi là họ không chịu nổi ha. Đó. Rồi mụn mủ bóng nước đôi khi có thể xuất hiện ha, là do cái phản ứng quá mẫn ở da nó quá mạnh, nó tạo ra mụn mủ bóng nước luôn, hoặc do bệnh nhân cào gãi quá nhiều thì gây ra nhiễm trùng. Đó. Rồi các cái đặc biệt là cái rãnh ghẻ là một cái sang thương rất là đặc trưng cho bệnh ha. Rãnh ghẻ thì có kích thước từ 2 đến 15 mm, đó là những cái đường ha, ngoằn ngoèo ở trên da, đó là do con ghẻ nó đào hầm đó, nó tạo thành cái rãnh ghẻ này ha. Đó, nó là một cái hình ảnh rất đặc trưng, nếu mà tìm thấy á, là chắc chắn chẩn đoán được là ghẻ luôn ha. Nhưng mà cái dấu hiệu lâm sàng này thì thường khó thấy, tại vì bệnh nhân đã cào gãi hoặc bội nhiễm trước đó rồi ha. Rồi về vị trí thì cái sang thương ghẻ có thể gặp ở nhiều vùng cơ thể ha. Đó, nhưng mà một cái đặc biệt đó là gì? Đó là kẽ ngón tay ha, kẽ ngón tay, ngón chân. Đó. Cái vùng kẽ này đặc biệt là con ghẻ này nữa, nó hay thích mấy cái vùng da non non ha. Đó, có kẽ ngón là nó vô nó ngứa. Đó, à, đây là một cái dấu hiệu lâm sàng rất là đặc trưng của ghẻ nha. Đó. Ngoài ra là cái gì? Ở mặt bên nè, mặt gấp cổ tay nè ha. Đó. Rồi vùng quanh rốn nè, đó. Khám là phải coi cái rốn người ta có mụn nước, ngứa gì hay không ha. Đó. Quanh núm vú, vùng eo, cơ quan sinh dục nam, đó. Đặc biệt là cơ quan sinh dục nam ha, bìu dương vật quy đầu nè. Đó, nhiều khi cứ tưởng ngứa do những cái bệnh gì khác mà lại quên mất cái bệnh ghẻ ha. Đó. Rồi mặt trong đùi, đó. Vùng da non non ha. Đó, rồi vùng mông, đó là những cái vùng mà rất dễ gặp ghẻ ha. Em đợi chút xíu nha. Ở đây là cái hình ảnh lâm sàng ha, tụi em thấy nè, cái kẽ tai nè, thấy không, kẽ tai là mụn nước đồ không nè ha. Đó. Rồi bệnh nhân rất là ngứa luôn ha. Đó, hồng ban mụn nước rồi cho kẽ tai quá trời, đây cũng vậy ha. Đó, đây cái vùng kẽ tai mụn nước có mụn mủ luôn ha. Đó, rồi đặc biệt ở vùng da non ở cổ tay nè, đó, mặt gấp cổ tay ha, cũng có thể thấy. Alo. À, rồi rồi. Như 4.130.000 hay nhiêu. À, ok. Rồi. Rồi đây là cái rãnh ghẻ ha, tụi em sẽ thấy một cái đường rãnh nè, nó ngoằn ngoèo nè ha. Đó. Nhiều khi nhìn mình nhìn không quen, mình tưởng đâu là cái do bệnh nhân cào gãi đúng không? Nhưng mà cái đường gãi thì nó phải là một cái đường thẳng ha. Cào ta gãi chứ không ai mà gãi theo cái đường ngoằn ngoèo như vậy hết trơn á ha. Đó. Mình nhìn cái đường mà nó hơi ngoằn ngoèo, mụn nước mọc theo vậy là phải coi chừng là cái rãnh ghẻ ha.
Rồi ở dương vật quy đầu đường kia nè, có mấy cái sẵn cục nè ha, đó, mấy cái sẵn cục nè, ngứa nè đó, là coi chừng là ghẻ đó ha, chứ không phải là do bệnh. Khi mình sợ mấy cái bệnh gì khác thì mình khi nó là ghẻ. Rồi dùng da non ha, quanh núm vú nè, dưới vú này kia, nếp kẻ này kia, đó, ngứa rồi mụn nước đồ mọc lên ha, ngứa rất là nhiều đó. Rồi mụn mông ha, mụn nước ở mông. Đó. Đây là cái hình ảnh cho thấy là những cái vị trí thường gặp của ghẻ thể cổ điển ha. Đó, tụi em nhìn hình này tụi em nhớ rất là dễ, thấy không? Nếp nách, núm vú, rồi quanh rốn, sinh dục, đầu gối, mặt cấp cổ tay ha. Đó, nhìn cái kẻ tay nè có luôn ha, kẻ tay có, ngay cùi chỏ ha, vùng mông, vùng cạnh bên bằng chân ha. Đó. Rồi. Đặc biệt là phần lưng và phần đầu thường không có sang thương ha, trừ những trường hợp ở trẻ nhỏ thì nhiều khi cũng vẫn có sang thương. Đó, tổn thương ở trẻ nhỏ thì thường viêm nhiều hơn ha, thường là mụn nước bóng nước. Đó, tại vì cái phản ứng ở da ở em bé thì thường nó dễ bị kích ứng, dễ bị quá mẩn hơn là người lớn ha. Đó, em bé này bị ghẻ này thấy em thấy nó sang thương nó đầm rộ hơn ha, mụn nước mụn mủ rồi kia nhiều hơn, ngứa cũng nhiều hơn ha. Sang thương dạng nốt thì ít gặp hơn thể trong thể cổ điển ha, là những cái nốt hồng ban đó. Và vị trí thường là vùng bẹn cơ quan sinh dục, mông nách ha. Đó, đây sang thương dạng nốt ha, đó, tức là ghẻ không phải chỉ mụn nước hồng ban không mà khi nó dạng nốt nữa, đặc biệt ở vùng sinh dục mà mấy cái nốt nốt này mà ngứa ngứa là rất là nghi ngờ ghẻ luôn ha. Rồi có thể ghẻ thứ hai nữa là ghẻ vẫy hay ghẻ na uy ha. Thì tụi em nhớ lại nãy thể thử cổ điển thì số lượng cái ghẻ ít ha, khoảng 10 15 con. Còn ghẻ na uy là rất nhiều ha, nhiều, cả triệu con ha. Đó. Đây là thường gặp ở những cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch ha, người lớn tuổi sử dụng corticoid, nói chung là miễn dịch nó bị suy giảm. Đó, khởi đầu về cái lâm sàng nó cũng khác, khởi đầu là những cái mảng hồng ban nó giới hạn không rõ ha, nhưng mà sau đó nó sẽ rất là nhanh nó tiến triển thành cái dạng vảy tróc, vảy dày, nứt da ha. Vị trí là tất cả các vùng da đều có thể bị ha, thường gặp là da đầu tay chân. À, nếu không điều trị thì sẽ lan toàn thân, có thể ngứa ít hoặc không ngứa. Đó, em thấy hình ảnh lâm sàng ghẻ này là nó không còn mụn nước ấy đằng kia nữa mà nó sẽ là cái dạng vảy dày tróc ha. Đó, rất là nhiều và hả, cái này là hàng triệu con nên là cực kỳ lây luôn, bạn đụng vô một cái thôi là bạn sẽ bị lây liền ha. Đó, vảy dày vảy tiết luôn ha, da đầu rồi kia cũng bị luôn đó. Chứ bên bên cổ điển thì nhiều khi nó chưa da đầu nhưng mà ghẻ vẫy na uy là nó lan tỏa toàn thân luôn ha. Nó thì em thấy kẻ tai nè, nó ghẻ nhiều quá nó làm phản ứng thành dày cái da tay rồi luôn ha. Rồi cái quan trọng nhất của mình là để làm sao để chẩn đoán ghẻ ha, thì chẩn đoán xác định là mình phải tìm thấy cái ghẻ tại sang thương đó, thông qua là mình cạo mình soi kính hiển vi. Nhưng mà thực tế thì ít làm ha, tại vì nhiều khi nhìn lâm sàng có mụn nước kẻ tay kẻ chân đường kia là rồi, hoặc là sẵn cục ở sinh dục ngứa đường kia về đêm đường kia như là mình chẩn đoán được rồi ha. Còn nếu mà mình muốn kỹ hơn thì mình có thể cho cạo để tìm cái ghẻ, nhưng mà trên lâm sàng thì thật ra cũng ít làm tại vì nó rất là dễ lây ha. Đó, nhiều khi vô cạo cạo người ta cái ông cạo là cũng nguy cơ lây, rồi cái ông mà coi kính hiển vi mà cầm cầm cái lam kính mà không đeo bao tai được kia là cũng có thể nguy cơ lây ha. Chẩn đoán phỏng định tức là ít kém hơn xác định, nhưng mà phỏng định tức là cũng gần đúng. Tức là dựa trên thứ nhất triệu chứng là ngứa nè, ngứa về nhiều về đêm ha. Rồi, vị trí sang thương thì nó thể cổ điển thì nó sẽ không có bị ở mặt ha. Đó, và thường gặp là ở vùng da non. Đó, sang thương da có những cái rãnh ghẻ ha rất đặc trưng và sẵn ngứa nước vùng da nếp kẻ ha. Đó, đặc biệt là vùng kẻ tay kẻ chân vùng nếp này kia là rất nghi ngờ. Đó, dịch tễ là nhiều người xung quanh cũng bị ngứa giống mình, đó là nghi ngờ lắm. Rồi chẩn đoán phân biệt là cái gì? Tổ đĩa ha, đĩa thì nhiều khi mụn đĩa là cái dạng chàm, một cái dạng chàm mụn nước nó cũng có xuất hiện ở trên tay nhưng mà nó là mặt bên các ngón tay ha, chứ không phải là vùng kẻ. Đó, nó thường là mặt bên của các ngón tay hoặc là ở đầu ngón tay nhiều hơn ha. Đó, chí rận cũng là một loại ký sinh trùng. Đó, nhưng mà này thì thường ở vùng da đầu hoặc là ở vùng gáy vùng lưng nhiều hơn ha, chứ ít khi nào nó lan tỏa toàn thân.
Đó, tràng thể tạng thì là cũng là hồng ban mụn nước đó, nhưng mà thường vị trí nó sẽ đối xứng hơn ha. Đó, và nó cũng ít khi nào bị kẻ tay, chứ tràng thể tạng thì nó sẽ ngứa, ngứa nguyên ngày, sáng tối đều ngứa hết chứ không phải chỉ ban đêm ha. Đó, đây là hình ảnh lâm sàng của con cái ghẻ nếu mà mình cạo mình tìm thấy ha. Đó, số hình ảnh lâm sàng ha. Mụn nước rời rạc nè, tập trung ở vùng da non nè, ở bìu, ở dương vật ha, kẽ ngón nè, vùng quanh rốn nè. Đó, đây là những cái mà mình rất là phải phải nghĩ đến cái ghẻ ha. Rồi mình điều trị và chăm sóc á, thì cách bôi thuốc ghẻ ha. Đó, mình nhớ cách bôi thuốc ghẻ nha, là tắm với thuốc tím pha loãng nè, 1/4 ngàn, 1/10 ngàn với nước ấm. Sau đó mình dùng cái mình dùng xà bông á, mình thoa toàn thân mình luôn ha, vuốt thân mình và nhấn mạnh lên các nếp, và rửa sạch lại với nước tím pha loãng ấm đó, để mà nó sát trùng, tiêu diệt những con cái ghẻ ha. Đó, đặc biệt là mình thoa những cái thuốc đặc hiệu á, thì mình phải thoa từ cổ trở xuống ha, sau khi tắm, tại vì thể cổ điển thì nó ít bị ở mặt, nên là những cái thuốc đặc hiệu trị ghẻ mình sẽ thoa từ cổ trở xuống sau khi tắm một lần một ngày vào buổi tối, và những cái thời gian mà ghẻ nó hay chui ra khỏi hang nó đào này, thì đó mình thoa ra cái lúc buổi tối nó rất là quan trọng ha. Đó, rồi mặc quần áo sạch 24 giờ sau mới tắm lại nha, để cho thuốc nó ngấm vô trong da và nó tiêu diệt cái con cái ghẻ. Đó, nếu 2-3 ngày sau mà vẫn chưa hết thì có thể thoa lại như trên ha. Rồi diệt nguồn lây ha, nãy tụi em nhớ là cái ghẻ chết mà khi ra khỏi ký chủ là khoảng 24-36 tiếng ha. Đó, thì mình dự trù dư dư xíu nữa luôn là cho 3 ngày luôn. Đó, cho nên là những cái quần áo đồ kia đó mà mình quần áo chăn ra gối nệm này kia mình hay dùng á, mình sợ là còn cái ghẻ nó còn ở trong đó đó. Mình phải sau khi mình giặt sạch, mình đun sôi đồ kia rồi đó. Đó, mình có thể để quần áo này trong 1 tuần sau mới mặc lại ha. Đó, để cho nó diệt được cho bằng hết những cái con cái ghẻ đó, nó ra ngoài môi trường nó chết hết luôn. Đó, hoặc là mình có thể dùng những cái nước sôi ha. Đó, sau quần áo sau khi mặc thì nên được đun sôi ở 80-90 độ C trong 5 phút để tiêu diệt cái con cái ghẻ. Đó, và những người xung quanh nào có ngứa thì mình phải điều trị hết ha, để mà diệt cái nguồn lây. Đó, mình phòng bệnh bằng cách là mình vệ sinh cá nhân hàng ngày, nhất là ở kẻ tay, các vùng nếp ha. Khi có người xung quanh bị ngứa, nhất là về đêm á, thì nên kiểm tra những cái vị trí của cái ghẻ như ở kẻ tay, kẻ chân này kia ha, vùng da non. Đó, tránh tiếp xúc với những người bị ghẻ. Đó, tránh tiếp xúc trực tiếp ha. Đó, tránh bắt tay, tránh dùng chung quần áo này kia. Đó, nếu mà bản thân mình bị ghẻ thì nên tránh tiếp xúc với người xung quanh. Đó, dùng cái đồ đạc riêng, ngủ riêng này kia, và đi khám sớm để mà điều trị ha, tránh lây cho cộng đồng. Rồi, cái bài ghẻ đến đây là hết ha. Giờ tụi em nếu mà có câu hỏi nào thì tụi em có thể chuẩn ghi ra giấy chuẩn bị sẵn, để lát mình học xong cái bài sùi màu gà đó rồi mình sẽ trả lời câu hỏi luôn một thể ha. Đó, giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong khoảng chắc 15-20 phút gì đó, rồi chúng ta sẽ học tiếp cái bài sùi màu gà tiếp theo ha.